Dạ chào các bạn, em lên video tiếp theo là số 82 ha. 82 là lô máy câu nha các bạn. Em quay sơ lược qua nè. Anh em mình ưng ý mã nào thì liên hệ em nha. Qua số điện thoại cho nhanh nha các bạn, 0909 392 448. Shop mình miễn ship ha, anh em nhận hàng và kiểm tra hàng. Đầu tiên giới thiệu số 1 là mình có một cặp máy của Nhật. Máy này size nhỏ ha. Daiwa ST750. Cấu là cấu carbon, thông số cước là cước số cước số 5 thì vào được 80m, cước số 4 thì vào được 100. Hai máy này tem mạc đầy đủ hết nha các bạn, của Nhật. Size thật chắc cũng tầm 1.500 đến 2.000. Chi cước cũng còn sáng ha. Nói chung máy hoạt động bình thường, không bị gì. Giá một cặp là 300.000. Dòng này là mình câu tôm nha các bạn. Hai máy này tương đương còn sáng á, tương đối còn sáng các bạn, ít có trầy lắm, đỡ được tay quay trái phải hết ha, tay mạc đầy đủ. Rồi tiếp theo là cặp số 2. Số 2 là một máy Challenger. Máy này là cấu là cấu nhôm Olympic nha các bạn. Thông số cước là cước số 4 thì vào 75, mà cước số 3 thì vào được 110. Mô viên sóng nè, đủ được tay quay trái phải. Dòng này cũng là máy nhỏ nha các bạn, size máy nhỏ nha, size chắc cũng tầm 1.500 ha, 1.000-1.500 gì đó. Với một máy Olympic, máy này thông số cước là máy đây em thấy không có để thông số cước nha các bạn. Không có thông số cước sai, chứ hai sai này tương đương giống nhau. Mô bên sóng ha, đổi được tay quay trái phải, tem mạc đều đầy đủ. Hai máy này là cốt kim loại hết. Giá một cặp là 300.000. Quay cũng còn nhẹ lắm, em chưa vào dầu mỏ nha các bạn. Tiếp theo là máy số 3. Máy số 3 là máy Suyumi S3000. Máy này dòng này là của Trung Quốc, Hàn Quốc nha. S3000 chứ phải SS ha. Thông số cước là cước số 5 thì vào 80, mà cước số 4 thì vào được 100. Cối là cối nhôm. Máy này mới lắm, y như mới đó các bạn. Đây nè, của hãng Suyumi của Hàn Quốc ha. Nặng là 340g. Giá máy này là 280.000. Mới lắm, y như mới vậy đó. Tem mạc đầy đủ, nói chung máy đẹp. Tiếp theo là máy số 4, là máy tem Daiwa, máy đuôi chuột nha các bạn. Tem Daiwa. Máy này nó có trợ lực nè. Thông số cước là cước số 1.5 thì vào 1.130. Còn cước số 3 thì vào được 65, cước số 2 thì vào được 100m. Cái tay quay các bạn nó bị nứt như thế này nha, bể cái phần nhựa đó, bể nhưng mà bể chưa có hết. Cái gắn bát máy nó bị mẻ chút xíu chỗ này nè. Ngoại hình máy thì còn sáng ha, nhưng mà nó có hai khuyết ngay chỗ đó. Mô viên sóng nè, đổi được tay quay trái phải, tem mạc đều đầy đủ hết. Nặng là 250g, giá là 380.000. Tiếp theo là máy số 5, là máy Ryobi 1000. Dòng này là của Trung Quốc nha các bạn. Trên thân có thể hiện nước ha. Cước số 2 thì vào được 100m. Trên thân ghi là Ryobi 1000 nha các bạn. Chi cước thì có chống rối cước, có ABS nữa. Hình tổng thể của máy thì máy cũng có trầy xước, những cái vết nhỏ nha. Quay thì nhẹ lắm, giá máy này là 300.000, nặng là 290g. Tiếp theo là máy số 6, là mình có máy Daiwa Regen 1500 IA. Dòng này là của Nhật nha các bạn. Trên thân có trầy những cái vết như thế này nè, có ABS của Nhật ha, không phải của Thái Lan. Cái mạc nó còn dính chỗ này nè.
Ngoại hình tổng thể thì máy máy có những cái vết rày nhỏ nha các bạn. Đây nè, thông số cước là cước số 2 thì vào được 100m, mà cước số 1.5 thì vào được 130. Chi cước cũng sáng ha. Nói chung cố thì còn sáng, mà trên thân có những cái vết rày nhỏ. Giá máy này là 550, nặng là 280g. Tiếp theo là máy số 7, là mình có máy Daiwa Cardia. Máy này là 2.500 nha các bạn. Ngoại hình tổng thể của máy là máy có trầy xước trên thân như thế này nè. Cối thì còn mới ha, chi cước thì cũng còn sáng nha các bạn. Ký chi cước thì có bị trầy sơn á. ABS. Giá máy này là 700.000. Nặng là 260g. Quên, em thấy cái này nó có trầy nước nè, có tay quay nha các bạn. Trên thân cũng có những cái vết trầy nhỏ, nhưng mà có vết trầy chỗ này nè, trầy xước chỗ này, cái phần này ha, nhiều với cái tay quay. Nói chung là máy có trầy xước mà quay nhẹ lắm. Số 8 là mình có máy tự Win 3000. Máy này có 5 bậc đạn, cấu là cấu nhôm ha. Máy này em thấy không còn sáng á. Cái mặt nhỏ ở chỗ này bị mất đi nha các bạn. Đây nè. Nặng là 290g, không có ABS ha. Giá máy này là 750.000. Nói chung máy cũng còn sáng lắm, có những cái vết trầy nhỏ như thế này nè. Đây, cấu thì đẹp ha. Cấu còn mới. Tờ Win 3000 có mặt này bị mất nha các bạn. Anh em chú ý giùm mình nha, cái mặt ở dưới đây nè. Không có ABS. Tiếp theo là máy số 9, là mình có máy Daiwa Spotlight ST-2 ST-2000. Máy này cũng mới lắm. Thông số cước là cước số 7 thì vào 170, cước số 6 thì vào 290. Đây. Cái này nó có hộp luôn. Có bao quá. Còn mới nha các bạn. Đây. Mới ha. Sai chấm tầm 5.000, đẹp lắm. Nặng là 560g, giá máy này là 600.000. Máy mới nha các bạn, đẹp lắm, của Nhật. Tê mạc đều đầy đủ, nói chung ngoại hình thì còn đẹp. Em giới thiệu máy số 10. Máy số 10 là mình có máy Shimano SS2000, dòng này là của Nhật nha. Máy này, cặp này đẹp lắm, y như mới rồi đó. Cấu là cấu carbon ha, toàn thân carbon. Thông số cước là cước số... Không phải, dòng này em không có thấy thông số cước nha các bạn. Trên thân ghi là SS2000 của Nhật. Máy này mới lắm, y như mới rồi đó. Đủ được cây quay, cái phải, tê mặt đều đầy đủ. Nặng là 200g, giá là 350.000. Chi cước cũng còn sáng ha. Nói chung máy này mới lắm. Tiếp theo là số 11. 11 với 10 là một cặp các bạn. Giá cũng là 350. Tiếp theo là số 12, là mình có máy Shimano 2000. Dòng này là của Malai ha. Cấu là cấu carbon. Chi cước thì sáng nè. Quay hai chiều. Em quay không có kêu, nhưng mà xoay mô bin có kêu nha các bạn. Giá là 280. Tiếp theo là máy số 13. Máy 13 cũng là máy 2000, giá cũng là 280.000. Dòng này của Malai luôn. Tay mặt thì đều đầy đủ, tay quay đổi được trái phải ha. Cái tay quay thì nó hơi bị nổ chút xíu như thế này nè các bạn. Đây. Số 14, số 14 là máy 3000, Shimano 3000. Thông số cước là cước số 4 thì vào được 100, cước số 3 thì vào 110.
Dòng này thì em thấy quay là mô bin không có kêu nhưng mà xoay có kêu ha, cũng của Malay. Giá máy này là 350, nặng là 320 g, size 3000. Số 15 là mình có máy Olympic. Máy này là size lớn các bạn. Trên thân là không có thể hiện thông số cước. Cối là có trầy sơn chứ không phải là bị muối nha các bạn. Đây nè, có trợ lực nhôm luôn á. Dòng này là của Nhật ha. Tay quay nó hơi bị trầy xíu. Đây. Chia cước thì có chống rối cước nè. Mô bin sóng đổi được tay quay trái phải. Màn hình tổng thể của máy là như thế này. Có trầy xước nha các bạn. Đây. Có trợ lực, cái dòng này là mình câu biển luôn á. Lớn, nặng là 780 g, giá là 600 nghìn. Rồi, giới thiệu số 16 là mình có máy Daiwa No 6. Máy này sử dụng hai bật đạn, thông số cước là cước 20 thì vào 125, mà cước 18 thì vào 150. Cối thì sáng nha các bạn. Thân là có trầy xước nhiều. Đây nè, em quay chi tiết ha. Cũng có trợ lực, trợ lực nhôm nha. Chia cước thì cũng có chống đối cước. Nặng là 840 g. Có trợ lực nha các bạn. Hai máy số 15, 16 là có trợ lực ha. Xây lớn đó. Giá máy này là 700 nghìn. Tiếp theo là số 17 là mình có máy Daiwa. Trên thân thể hiện là 2000. Thông số cước là cước số 7 thì vào 190, mà cước số 6 thì vào được 230. Cối nhôm nè. Cối thì còn mới, thân với tay quay thì hơi trầy nữa các bạn. Đây nè. Cối mới ha. Cối là không ảnh hưởng gì hết. Size chắc 5000. Nguyên sóng nè, đổ được tay quay trái phải. Nặng là 480 g. Giá máy này là 300 nghìn. Em giới thiệu số 18 là mình có máy Daiwa ST1500. Máy này là cuối nhận, toàn thân là kim loại hết ha. Màn hình tổng thể là máy có hai trời xước như thế này nè. Cối trên có hoa văn nè các bạn, trời xước ha. Thông số cước là cước số 3 thì vào được 400. Còn những cái số tiếp theo á, có nhưng mà em nhìn không có rõ lắm. Đây nè. Chà, cước số mấy nó có 100 nè. Nhưng mà nói chung em thấy cước số 3 thì vào được 100 á, size chắc cũng tầm 4000. Mô bin sóng ha. Màn hình tổng thể của máy là máy cũng có trầy xước. Đây. Nặng là 530 g, giá là 300 nghìn. Em giới thiệu máy cuối cùng cũng là máy Daiwa ST1500. Máy này em thấy sáng đẹp hơn nha các bạn. Thông số cước là cước số 6 thì vào 180, mà cước số 5 thì vào được 230. Màn hình tổng thể là máy nó còn mới. Máy mới hơn máy số 18 ha. Giá máy này là 350 nghìn. Anh em mình ưng ý mã nào thì liên hệ em nha, qua số điện thoại cho nhanh nha các bạn. Chào tạm biệt các mọi người nha. Số đó mình có Zalo ha. Anh em kết nối qua Zalo để đặt hàng nha các bạn.